ai ra đêm hôm này ra sinh sự với anh ấy? Ai là người đêm hôm ra sinh sự với anh ấy? Các anh là ban hành giáo hay ban hành hạ? Anh đánh tôi à? Anh đánh phụ nữ phải không? Anh đánh phụ nữ phải không? Hả? Anh là đàn ông mà anh đánh phụ nữ phải không? Chị nghe em đi, anh chị nghe em đi. Anh ra để em thôi. Thôi, không cứ đi về. Nghe em đi, em cứ đi về đây là nó ổn. Anh từng đây con người nó bắt nạt hai vợ chồng tôi à? Anh này đánh phụ nữ à? Anh này đánh phụ nữ nhá. Anh này vừa tấn công tôi nhá. Anh đập thử ra, anh thử đập đi. Anh thử đập tôi đi, tôi thấy cái này. Anh chị đi về đi. Này, vậy. Anh chị cứ đi về đi. Anh thả ra. Đi về đi. Thôi, đi vào. Nghe.